Và xin thân chào cô chú quý anh chị nhà đầu tư, anh em môi giới và bà con cô bác ha. Hiện tại thì Khoa đang ở đây thì đoạn đường tỉnh lộ 87BB thuộc khu vực của xã Tân Phú. Thì cái miếng đất Khoa chuẩn bị dẫn cô chú anh chị vô nằm trong đường lộ đan này ha, nằm thuộc mặt tiền lộ đan này luôn. Đường thì 4m đan 3m rộng rãi ha. Đây là tỉnh lộ 87B thuộc khu vực của xã Tân Phú. Hướng này đi vô đất thì tầm khoảng 300m nha cô chú anh chị. Chạy thẳng một lèo vô tới đất là 300m. Trong đó thì khu vực nhà cửa đông dân cư ha. Giá chỉ có 225 triệu trọn thửa, ngang 5, dài 39, có nở bụng 6m ha. Rồi thì hướng này mình đi về trung tâm của xã Tân Phú nè cô chú anh chị. Đây xuống ủy ban tầm khoảng 300m à. Trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Thuộc khu vực của xã Tân Phú tầm chừng 300m. Xuống trung tâm huyện thì tầm khoảng 6 km. Còn hướng ngược lại thì mình đi về ngay chợ nè. Về chợ xã Tân Phú, cách chợ xã Tân Phú tầm khoảng 300m thôi. Đây mình nhìn qua cái cua này tới xã Tân Phú, chợ xã Tân Phú nè. Thì chợ nông thôn thì thường bán vào cả ngày và buổi sáng thì lưu lượng khách thì buổi sáng nhiều, còn bán thì vẫn bán cả ngày hả cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ cô chú anh chị mình theo chân Khoa để đi vô đất ha. Thì cô chú anh chị mình ở Sài Gòn thì về đây chắc tầm khoảng 65 đến 75 km nha. Thì cô chú với anh chị mình đi xuống trung tâm huyện á, nó sẽ có cái bến phà Tân Lâm ha. Bến phà đó thì để dùng để đi qua bên huyện Tân Phú Đông á, đi qua bên thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú anh chị. Từ vị trí đất mình xuống tới phà Tân Lâm tầm khoảng 6 km. Mình qua phà Tân Lâm là mình tiếp giáp với Yên Lô, mình đi thêm khoảng chừng 50 km từ bến phà đó là mình lên tới thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Vậy tính ra cái đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh mà tiếp giáp với cầu Ông Thành á, về tới vị trí đất tầm khoảng 60 km, 60 đến 65 km thôi. Đây khu vực nhà cửa đông dân cư hết cô chú anh chị. Đường mình thì có đèn đường thắp sáng luôn nè, điện nước, wifi, khu vực đầy đủ ha. Điện thì điện lưới nhà nước, nước thì nước thủy cộng ha, nước cung tên nhà nước ha. Còn wifi thì khỏi bàn rồi, mình đăng ký thì người ta kéo tới chỗ cho mình thôi. Ở đây thì Khoa chỉ bán một thửa duy nhất thôi ha, ngang 5, dài 39. Rồi ở đây nha cô chú anh chị, mình cuốn rào đường ngoài trước nè, nền khá là tương đối cao ráo đẹp luôn ha cô chú anh chị mình thấy nha. Thì diện tích này thì ngang 5, dài 39, sổ hồng riêng sẵn nha cô chú anh chị. Bên đây thì lúc trước Khoa cũng bán một nền ha. Nền này thì dọn dẹn diện tích nó ngang là 8m nè, chạy sâu 14m. Và trước cũng đã bán cho chủ rồi, họ cuốn rào, họ chuẩn bị về đây, họ đây họ cất cái nhà nghỉ dưỡng nè, đậu đất chưa xong hết rồi ha. Còn thửa bên đây thì cũng đã bán bằng giá với thửa bên đây ha, người ta cũng cất nhà lên rồi nè. Rồi đi sâu vô thửa đất của mình nha cô chú anh chị. Thửa đất của mình đấy cô chú anh chị thấy ha, nở cái bụng ha, nó nở bụng trụ ranh cuối đất dưới kia nó, bụng thì nở 6m nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cất cái nhà vô tới đây, nở cái bụng đi xuống dưới thì đầu đuôi thì vẫn là 5m nha cô chú anh chị. Đầu tiếp giáp mặt đường thì vẫn là 5m, phía sau thì vẫn là 5m, chỉ có cái bụng mình nở ra cho nó rộng nha. Tổng diện tích thửa đất là 211m2. Đây ha, phía sau mình có một cái ao để cô chú anh chị mình xử lý nước hoặc là nuôi cá ha. Đây có cái ao sẵn ha cô chú anh chị. Rôm ran đây thì bên đây chủ nhà họ cất để họ về nghỉ dưỡng nè, họ trồng cây ăn trái vô cho cô chú anh chị thấy ha, rất là nhiều luôn nè. Ở đây thì điện nước đầy đủ ha cô chú anh chị yên tâm ha. Sổ hồng riêng thì mình cứ xuống trung tâm huyện để mình đăng ký điện nước thôi, rất là dễ dàng luôn. Đất rất là đẹp. Đối diện với mình thì là cái vườn dừa rất là mát ha. Trên đất mình thì hiện tại đang còn giữ lại 1, 2, 3 gốc dừa. Cô chú anh chị mình có thể tận dụng lấy bóng mát, hoặc là nếu mà mình xây dựng thì có thể đốn bỏ ha. Nền thì tương đối cao ráo rồi, mình vô là mình cuốn móng mình xây dựng được ngay ha. Nền này đổ đất không nha cô chú anh chị, rất là rẻ luôn á. Khu này thì cô chú anh chị thấy ha, rất là sáng luôn. Đây đèn đường thắp sáng trước đất luôn nè, có sẵn.
còn nước thì nước thủy cục, điện thì điện lưới quốc gia. Đường này thì xe 7 chỗ, 16 chỗ mình đi được nha cô chú anh chị. Đường rất là rộng luôn. À, có chiếc xe đang vào để đây ha, xe 7 chỗ mình chạy thoải mái luôn ha, cô chú anh chị thấy ha. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm cái thửa đất này thì liên hệ bên Khoa. Số điện thoại là 033 444 7430. Khoa có xài Zalo luôn nha. Và quý anh chị gọi thêm 0766 450 076 để được Khoa tư vấn cho ha. Đất khá là đẹp luôn. Phía sau thì phía sau ngoài trước vườn dừa tươi mát luôn ha. Rồi Khoa kết thúc video đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Nếu thấy hay thì cho Khoa xin một nút like, được chia sẻ để tiếp cận với nhiều người có tài chính ít ít mình có thể mua được ha. Rồi cái giá cuối cùng của thửa đất này là 225 triệu nha cô chú anh chị. 225 triệu thôi. Đất đẹp sạch không màu mã luôn ha. Rồi Khoa kết thúc video đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.